Xin chào, hôm nay theo Yes chia sẻ hai mẫu áo khoác không bao giờ mà hết hot là áo khoác đội tuyển Việt Nam. Mẫu này được may hai lớp, bên trong là lớp lưới và bên ngoài lớp nỉ thể thao, cộng thêm hai túi khóa kéo bên hông từ bỏ bóp điện thoại. Còn đây là mẫu một lớp vải nỉ thể thao ha, bạn sẽ nhìn thấy màu trắng này, luôn có túi khóa kéo bên hông, rộng thoải mái. Bây giờ ta mặc lên dáng người xem như thế nào. Ông rộng bo nhợt này thoải mái hơn và cũng rất là ấm áp như khi bạn được người yêu ôm vậy đấy. Đây là phiên bản zero, tha hồ kéo hoặc co giãn thoải mái. Đây là hiện trường đơn hàng, mình chuẩn bị đóng gói để giao cho khách hàng đây. Ok, mẫu áo siêu phẩm.